Xin chào tất cả các bác này, xin chào tất cả các khách hàng của tác giả Giao Phúc Sen nhé. Em là Phin, hôm nay thì em sẽ lên clip cùng với tất cả các bác trong để giới thiệu cho tất cả các bác về bộ ba sản phẩm dao thép trắng gồm có dao trần gà, dao thái, dao lọc. Thì trong tất cả các mẫu này thì tất cả các bác mình mà ưng ý sản phẩm nào thì các bác có thể đặt hàng, có thể mua lẻ hoặc là mua combo từ con này sang mẫu khác thì cũng đều được nha. Em sẽ giới thiệu chi tiết về bộ ba sản phẩm này để các bác mình quan tâm thì mình có thể biết về thông số cũng như là chức năng của từng sản phẩm nha các bác ơi. Ok ạ. Đầu tiên thì sẽ là mẫu dao thép trắng này nhá. Mẫu dao thép trắng này thì làm từ thép bóng quan này. Cán sẽ là gỗ chắc, khâu ở chất đồng vàng, chiều dài lưỡi 20, bản rộng này là 9,3 nhá. Độ dày ở đây sẽ khoảng 3mm. Các bác có thể dùng cái sản phẩm này để chặt gà vịt này. Dùng để thái đều rất là ok. Mẫu này có mã là CG09. Hiện tại em đang bán sản phẩm này với giá là 369.000 nhá. 369.000, đó, chính là mẫu CG09 này. Cái mẫu này nó có cái uốn lượn ở đây, trong con dao nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều này. Rồi tiếp theo đây thì kèm đi theo nó sẽ là một mẫu dao lọc. Lọc này các bác có thể lọc được và thái được. Nó là một mẫu lọc nhỏ nhá. Cán gỗ chắc này, cán gỗ chắc rất là sáng, sáng con dao nhìn rất là đẹp này. Đó. Lưỡi của nó sẽ là khoảng 16 đến 17 ạ. Bản rộng 3 đến 4 cm. Một dày 1,5mm này. Đó, rất là nhỏ xinh. Các bác dùng để lọc này, thái này, tỉa đều rất là ok. Mẫu này có mã là CL09. CL09 này của em thì đang bán với giá là 259.000 nhé. 259.000. Khi mà hôm nay các bác mua combo hai sản phẩm này, em sẽ giảm trực tiếp 5% cho tất cả các bác mình luôn nhé. Rồi ok, tiếp theo thì các bác có thể nhìn thấy cái bộ ở giữa. Bộ ở giữa thì nó sẽ là dòng thép do thái, nó sẽ là thép 440C. Và dao chặt nó sẽ là thép, cái dòng thép US8 ấy. Em chẳng biết đọc cái gì. Rồi, cán của nó sẽ là kiểu dáng cán bát giác kiểu Nhật nhá. Đây, có mã là CG10 dòng dao chặt gà này. CG10 các bác có thể nhìn thấy cán bát giác gỗ mun ạ. Cán bát giác gỗ mun. Chiều dài lưỡi là khoảng 22. Bản rộng này là bản rộng 10. Độ dày ở đây cũng khoảng 3mm nhá. Nặng khoảng 500-600g. Mình dùng sản phẩm này để chặt gà vịt nhá. Có thể thái được nhá. Nó là dòng dao chặt thái. Thì sản phẩm này thì giá thành của nó sẽ là 389.000. 389.000 này. Đó, có mã là CG10. Ở đây bên cạnh nó sẽ là một mẫu dao lọc thái. Mũi nó không quá nhọn này. Mũi nó không quá nhọn. Nên là khi các bác sử dụng ấy, mình có thể thái được và lọc được là thành một con dao đầy đủ hai chức năng. Tại vì là có nhiều bác mình bảo là rất sợ những cái mẫu mũi nhọn như thế này. Thì mũi nhọn để lọc ấy, tại vì nhà có trẻ con thì mình có thể lựa chọn ra mũi hơi vắt vắt như này nhá. Đấy, chiều dài lưỡi sẽ khoảng 19-20. Độ bản rộng ở đây sẽ là bản rộng khoảng 5.5. Độ dài lưỡi khoảng 1,5mm để rất là mỏng để các bác mình có thể thái lọc được. Đây, cán gỗ bát giác này, cán gỗ mun bát giác đây nhá. Đấy, sản phẩm này em đang bán với giá là 349.000 nhá. Khi mà các bác mua hai sản phẩm này thì em cũng sẽ giảm 5%, trực tiếp 5% cho tất cả các bác mình luôn. Đấy là dòng thép này thì nó sẽ sắc hơn so với hai cái mẫu mà em đang giới thiệu với mọi người. So với dòng thép ống khoan thì dòng này nó sẽ sắc bén hơn rất là nhiều nhá các bác ơi. Rồi ok, tiếp theo đây các bác có thể nhìn thấy cái dòng hai cái mẫu dao thép trắng này, hai cái dòng dao thép trắng này ấy, thì cũng là dòng thép ống khoan. Tuy nhiên thì cái cán của nó rất là đẹp, các bác có thể để ý được cái cán của nó nhá. Cán này sẽ là cán gỗ mun, được thiết kế rất là đẹp luôn. Có mã là CG04 này các bác. Đấy, dòng này thì thiết kế cái cán rất đẹp, có mã là CG04 này. Cái cán cầm rất là êm, chiều dài lưỡi 20, bản rộng là 8.5. Độ dày ở đây khoảng 3mm. Thì nó cũng nặng khoảng 500-600g để mình chặt gà vịt và có thể thái đấy. Cầm rất là êm tay luôn này. CG04 giá bán của nó là 438.000 nha bác ơi. 438.000 này. Đó, rất là đẹp luôn. Mẫu này thẩm mỹ của nó phải nói là đẹp nhất trong tất cả các cặp đấy. Đấy là em thấy thế này các bác. Còn tiếp theo thì mẫu dao lọc này cũng thế. Cái cán của nó trông rất là đẹp nhá. Cái cán của nó trông rất là đẹp này, các bác nhìn thấy không ạ? Đó, mẫu này em đang bán với giá là 360.000. Cán của nó cực kỳ xinh luôn. Gỗ mun, khâu và chốt đồng đỏ. Chiều dài lưỡi là 21. Bản rộng ở đây là bản rộng 6,5. Độ dày khoảng 1,5mm. Bác có thể dùng để lọc và thái đều rất là ok nhá. Khi mà các bác mua combo hai sản phẩm ngày hôm nay thì tất cả các mẫu em đều giảm cho các bác là giảm 5% trên một cặp cho tất cả các bác.
Thì các bác mình đang xem mà ưng ý cặp nào trong các cặp này thì các bác có thể liên hệ em để em tư vấn cho các bác một mẫu phù hợp nhất nhé. Hoặc là liên hệ đến số hotline của em là số 0987 240 733. Em sẽ tư vấn cho các bác một mẫu phù hợp nhất về nhu cầu sử dụng của mình nhé các bác nhé. Ok, clip ngày hôm nay em sẽ dừng lại tại đây và cảm ơn tất cả các anh chị đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ em nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.